cư trần lạc đạo thả thùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Phật Hoàng Nhân Tông, người sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Hàn Phi là người viết ra cái học thuyết, là người mà gì, đưa cái học thuyết Pháp ra lên đỉnh cao. Và Tần Thủy Hoàng khi đọc được cái học thuyết của Hàn Phi đã phải thốt lên rằng là gì ạ? Nếu như mà ta gặp được cái người này đấy, thì chết không hối tiếc. Cái người nào mà để cho Tần Thủy Hoàng đọc xong cái tác phẩm của Hàn Phi phải thốt lên rằng là nếu mà ta gặp được cái người này thì chết không hối tiếc. Và sau đó là Tần Thủy Hoàng đốc binh với nước Hàn chỉ để mang Hàn Phi về Tần đấy, tức là trọng dụng nhân tài, đúng không? Rất trọng dụng. Thì ba cái chính của Hàn Phi đó là pháp, thế, thuật đấy. Tức là gì? Một cái lãnh đạo đấy nhá. À, đây này, pháp tôi nói về thế đã, tôi nói về thế nhá, cái thế đấy, cái học thuyết về thế đấy nhá. 2000 năm qua chưa thằng nào phá được cái điều đấy cả nhá. Tí nữa tôi sẽ nói cho các bạn. Bây giờ với cách mạng 4.0 mới còn phá được, còn hầu như là không phá được. Thì muốn trị nước là phải độc tôn về quyền lực. Đấy, Hàn Phi cho rằng là muốn trị được quốc gia là phải độc tôn về quyền lực. Và muốn độc tôn về quyền lực thì phải đẩy mạnh trung ương tập quyền, tức là hoàng đế. Đấy, quyền lực thì tập trung vào hoàng đế. Và ông Tần Thủy Hoàng là một trong những người ông đẩy cái quyền lực tập trung ghê gớm và kinh khủng. Mỗi ngày Tần Thủy Hoàng phải đọc mấy chục cân đấy, báo cáo từ các địa phương gửi về. Vì ngày xưa nó không phải giấy như bây giờ, mà ngày xưa nó viết vào chúc ấy, nó phải cất lên đấy. Mỗi ngày Tần Thủy Hoàng phải đọc mấy chục cân cái báo cáo như vậy. Tức là ông ta tập trung quyền lực gần như là tất cả vào trong tay Tần Thủy Hoàng. Quyển chuyển như dòng lượng lưu của mạch nước. Đây gọi là điềm phúc, điềm lành đến thời long mạch hưng khí, được người tài trí vượng trợ tương sinh. Đủ sức chống lại 10 chiếc Su-30, sở hữu công nghệ tàng hình bị động tốt nhất thế giới, tích hợp khả năng tác chiến điện tử cùng trí tuệ nhân tạo kèm khả năng tác chiến ngoại thực. Những chiếc F-22 Raptor xứng đáng là con át chủ bài, giúp không quân Mỹ tự tin chiếm ưu thế tuyệt đối. Với sứ mệnh bảo vệ tuyệt đối từ trên không trong một vùng lãnh thổ có tầm vóc tương đương với cả một hành tinh. Đối với loại vũ khí này, hầu như không mục tiêu nào là không thể tiêu diệt. Cho dù đó có là loại phi cơ nhanh nhất thế giới, tên lửa hành trình thế hệ mới, và cả vệ tinh nhân tạo. Vâng, chúng tôi đang nói về tiêm kích đánh chặn MiG-31, loại phi cơ mang năng lực không chiến mạnh nhất thế giới, là kiệt tác công nghệ hàng không của một siêu cường đã từng tồn tại.